Dưới 12 giống như là tốn kém nó nhiều. Dưới 2 mai mốt làm cỏ trả. Ủa bằng cỏ biết chừng nào mà tha. Vì nó cũng người ta cũng cực khổ. Khi lúc người ta cũng nhịn nhín nhút người ta cũng cho rồi. Mình. Bởi vì cái gì cái mình cũng thiệt mang ơn biết chừng nào. À, cái bà Ban Ớt nói gì? Đúng rồi, chị nói cái gì là chị liên lạc với Bụ Hồ không à. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt vào một buổi sáng tại ngôi nhà của Út Nhất ơi cô bác quý anh chị. Cũng ngày hôm qua thì các anh thợ cũng đã gia cố cái phần nóng ở dưới chịu cho nó xong hết nè. Các anh thợ phải những cái phần trụ đá mà nó bằng gạch đó thì anh Vũ anh đã bỏ hết và anh đã đổ thêm 9 cây trụ đó mà anh không có tính tiền luôn cô bác quý anh chị. Ảnh nói ảnh để làm anh tiếp nhưng mà chắc sẽ có lẽ là sau này Út Nhất anh nói để thì gợi phụ thêm cho các anh thợ sắt tại phần này làm tính tiền là mỗi một cái trụ như thế là cũng khá là nhiều tiền. Và hôm nay thì chúng ta đã thấy được những cái trụ bằng bê tông nó rất là kiên cố ha. Bây giờ thì anh Vũ thợ sắt sẽ tiến hành là lót những cái cây đà ngang ha anh Vũ. Dạ đúng rồi. Lót những cái cây đà ngang, đây là những cây cây mà được sắt là sắt 48 sắt dày ha anh Vũ. Dạ, sắt dày sắt 48 á cô bác của anh chị. Ở đây thì các anh thợ sắt sẽ làm cái công đoạn này. Và ở bên kia thì các anh thợ hồ sẽ làm một cái công đoạn đó là đóng cừ cho cái nhà vệ sinh. Bùi Hồ thật là bất ngờ khi mà các anh thợ lại có một cái làm rất là kiên cố khi mà phải đóng cừ với cái trụ đá là 1 mét và đóng khoảng 20 cây cô bác của anh chị. Anh Vũ ơi, bữa nay là lót sàn luôn chưa? Lót symbol luôn chưa anh? Lót luôn anh. Nay lót luôn hả? Em đi mấy cái mầm đó em lót luôn. Dạ. Những cái phần trụ này là toàn là trụ bê tông hết, thay cho những cái cây trụ mà nó được rất là tạm bợ, đó là những cái trụ trụ gạch đó. Và cô bác quý anh chị thấy mà cái phần trụ bê tông thì anh Vũ ở đây cũng làm rất là kiên cố, là đổ dĩ ở dưới nè. Rồi đổ thêm cái phần xi măng. Đó. Cố định lại như thế thì nó mới chịu lực nổi cái ngôi nhà của mình. Đây là anh Hợp vui vẻ hả? Anh Hợp vui vẻ. Đóng được nhiêu cây rồi anh Hợp? 15 cây. 15 cây rồi hả? Ồ. 15 cây mà nghỉ 5 lần rồi, nghỉ mệt 5 lần rồi. Đây là 15, mình đóng tới 20 cây đặng. 15 cây 1 mét nó đang nằm ở dưới đất kìa. Và đóng này cũng rất là cực ha. Phải cố định vậy thì cái nhà vệ sinh của mình nó không có bị lún. Tại vì thời ảnh nói là cái địa chất ở đây á, đất ở đây nó bị mềm, đất sình. Thành thử phải đóng cái này để gia cố lại cái phần móng. Tại vì khi mà bị lún thì nó sẽ sau này nó sẽ có thể bị xé tường. Hả? Anh Hợp ơi. Những cái nhà vệ sinh khác là anh làm có gia cố cừ giống gì không? Cây có cây không? Cây có cây không? Tùy theo đất ha. À. Trời ơi, quá đỡ đẹp không? Cây cây ngủ dài. Có lộn á hai à? Có lộn. Có lộn. Ủa sao mấy ông lớn tuổi làm còn cái ông trẻ ở dưới kia? Cầm người giờ coi được. Còn mấy già cầm người xoay. Không có tự bỏ vô đâu được. Bỏ vô mới được. Ui. 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 Đây này là 80 kg. Bắt mình nữa. Anh Hợp không muốn cái máy giọng cừ. Cho các anh em khỏe. Anh Hợp. Anh Hợp anh làm gì anh cũng cười được á. Lỗ cũng cười hả anh Hợp? Anh nhậu anh cũng cười luôn. À vậy là gần mỗi cái trụ mà đổ lên là 5 cây anh Hợp. Là trụ mình đổ bê tông ở dưới thẳng lên luôn. Cái cây đó nặng không chú? Mấy chục? Chết đi nhà. Chị chứ giờ có chỗ đâu. Ui. Dạ. Hả? Dạ. 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 Dạ
cái đụ ui nó nói đây chú ơi giàu tao hú cha quay cho quay sòi nữa đi quay lại quay lại quay lại chắc góc này hai cây không giữ cho nó gọn còn mấy cây nữa ba cây nữa hả để đưa cây bự vô góc người ta chửi mình nữa giữa được rồi giữa cũng được cua 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 là mình sẽ đổ bốn cái trụ luôn hả anh Hợp rồi đổ thẳng lên luôn đổ bê tông luôn bây giờ là để lên nhá cái dầu chút xíu chiều quay lại xuống chỉ lên cột rồi quay đổ làm này xong là đâm le đá đầu xuống chỉ nè gãy cắt cái nữa là bắt đầu quay cái cắt luôn một hai ba Ừ. Đứng đi tôi qua kia qua qua đây qua đi qua đi cán đứng yên bả nó đứng dò bả đi tôi quay cái ba dò vậy bên ông à ừ đó đứng đó một cây một tự hơn chân bây giờ nè à. Ngã cái dò ra được chút xíu chúng gì vậy ơi chúng cái toàn chết ơi cái nữa cái này cái nữa ba cái nữa ui. Ồ hay quá kêu nước uống đi các anh ơi toàn là U40 trở lên không mà trời ở đây U30 không có làm này hả cái thằng này 70 rồi chú này 60 đúng không rồi rồi lên hả rồi còn hai cây nữa cố lên ê dạ ê dạ ơi cào nó luôn cào đi dậu đó này chắc nặng lắm ha. Đánh chục cái thì đánh cái. Đánh chục 6 thằng không. Dòng phải 6 người. 6 người đúng rồi. Tại trong kẹt đó. Bữa nay là bớt người. Bớt người phải. Hương dữ. Hương dữ luôn ha. Cố lên các anh ơi. 2, 3 2, 3 Rồi cho một chàng vỗ tay. Rồi xong hết hả anh Hợp? Đâm le bốn đá 46. À cát gãy xuống xuống này ha. Ôi trời ơi. Cái này là ông thầu nha cô bác của anh chị mà ông thầu làm luôn. Ông thầu không làm là các anh thợ nghỉ hết sao? Nè, nắm qua dỗ bỏ hai mày giờ hai thì đừng có nghe đây. Đó đó. Hạ xuống, hạ cái đầu xuống đi. Đúng rồi, bề ngang 1m8 mà thấy nó vẫn còn hơi nhỏ ha. Không thằng này là bự hơn. Bự hơn. Nhà này hôm nay nhiều quá đúng không? Dạ. Thằng này là chứa nhiều cái gì. Nhà nhiều người mà tao xài cái thằng nó lớn. Từ lúc tiểu quỷ đó. Trước khi á. Thằng này là thằng bự luôn. Thằng bự luôn ha. Bây giờ tới công đoạn là đổ cát xuống. Xuống cát rồi xuống đá 46. Có nhiệm vụ làm sao để mà cho ngôi nhà của ông Nhất nhanh nhất có thể của bác của anh chị. Và ở đây là anh Vũ thợ sắt, anh đang tiến hành cái công đoạn là hàn các mối sắt lại để mà cho nó thiết lập cái phần sàn. Vậy là ngày hôm nay là mình sẽ làm luôn cái phần đóng symbol phần sàn. Dạ. Dạ, ngày mai là mình xong luôn cái phần khung sắt ở trên không anh? Chắc ngày mai xong luôn á. Ngày mai xong luôn hả? À. Bữa nay em gái cái này xong lớp symbol. À. Lớp symbol cái cỡ tầm cỡ 2 giờ em vô về. Vô 2 cái giờ hai bên đó sáng em dựng. Vô về là sao em không hiểu lắm. Em vô cái giày tức là hai bên cái nén à, em vô trước em dựng lên cho nó mau lẹ dạ. Để đem lên trên mình làm lâu dạ. Dạ. À.
Ở đây là toàn bộ là để cho nó cứng cái phần sàn ở dưới thì là chắc đây là từ 36 nổi sang 48 hết hả? À. Đây bắt đầu mình tính lắp trên bo với sumili cơ mà nó nhẹ, 36 thì đủ thừa sức rồi. Ừ. Mình gia cố thêm cái vụ gạch nữa thì em tăng cường sắt lên cho nó cứng cáp. Nó đủ độ nặng đúng không? Dạ. Nó chịu đủ. Đủ cái độ lực để mà chịu cho nó bền. Dạ. Thôi, trước giờ kia thì nó cũng vẫn có độ lực giữ được nhưng mà độ bền thì nó không bằng này. À. Dạ. Trước giờ anh thì có thường làm cái kiểu mà lót xin bo rồi dán gạch lên không? Trước giờ thì làm được có cái gác lửng à, gác lửng cái rồi, còn cái sàn này thì chưa. Cái này cái đầu tiên cái sàn mà gác cái vụ này. À, nhưng mà độ an toàn của nó thì chắc cũng cao ha. Cao, dạ cao. À. Thường thường thì gác lửng thì người ta làm cái vụ này. À. Nhưng mà bây giờ mình anh em mình coi như là làm cái đầu tiên ở Cù Lao mình luôn quá. Dạ. có một chị hỏi là nó Cù Lao là gì? Thì ở miền Tây mà ngày xưa mà đám giỗ thường hay là đám cưới thường hay có một cái lẩu Cù Lao. Dạ. Lẩu Cù Lao ở đó thì gồm có là bắp non nè, rồi củ cải trắng, củ cải đỏ, rồi đồ lòng của heo. Dạ. Người ta sẽ để ở ngoài xung quanh là nước súp, ở giữa thì người ta sẽ để một cái cục than. Thì ta người nghĩ cái Cù Lao là nó giống như vậy á cô bác anh chị. Hả? Thì thôi bây giờ để cho các anh thợ làm đi. Để thôi mà tại vì anh Vũ anh chỉ nó là khoan hàng để sợ nói chuyện vô hút vô nó sẽ cô bác anh chị nghe không được á. Rồi thôi làm đi anh Bo thôi. Cái chú Năm ơi. Cái chú Năm ơi làm như góc này nó bị ăn chi vú thì nó. Đang quay. Nói chuyện hai người mới sao? Không biết rút cái tay dài con chút tay. Đây tao xin thiếu nè. Mày nói chứ con. Chưa không nói vô. Ông đang kinh qua đó hả? Có hai. Trời ơi, ông làm sao lại vịnh gì tao lại cha luôn. Không. Làm hết trơn rồi mình có được cái miếng này không lẽ mình kinh vợ bả nó vậy? Chưa, để bắn lên chim rồi mới nó mới hàng rồi mới giờ. Được chưa? Rồi chưa tới bên không mình nè. Cái này một chút. Thưa với cô bác quý anh chị, thấy các anh thợ làm cực khổ á, thì chị Jenny Nguyễn ở Úc cũng hỗ trợ một cái số tiền là 1 triệu đồng để mua cho các anh thợ những cái ngày uống sắp tới để mà mua nước cho các anh thợ. Ở đây thì anh mua gì đây em nhé? Có nhờ anh Úc mua giùm mà cô bác quý anh chị. Ở đây là một lốc nước C2, hết một lốc nước xì tin này, uống này cho nó gọn. Một lốc nước suối, mấy lốc nước suối? Một lốc nước suối với lại một lốc nước Pepsi, rồi một lốc nước này hết nhiêu tiền anh? Nè, ông nhất xin cái to này con. Xin to luôn trời, ông nhất dạ. Dạ đường như vậy. Đem to về luôn. 182.000. Rồi nước đá dưới ly. Nước đá có 5.000 rồi. Đưa Út Nhất 250, Út Nhất đưa lại nè. Cô bác của anh chị thấy dễ đường không? Mua này chỉ hết là hết 100, chỉ có 182.000. Thậm tới 200.000 nữa cho các anh thợ uống cho nó mát, cho các anh thợ làm mạnh lên. Rồi bây giờ chắc đem phần này vô trong. Út Nhất ơi, có đem có mua ly mũ không Út Nhất? Đây là cái phần nước mà chị Jenny Nguyễn ở Úc á, nó nói để cho các anh thợ uống. Các chú thợ thấy cực khổ quá. Cảm ơn luôn. Dạ. Ginh vô Úc Đồng Tháp. Hai chú đem vô gần cho các anh thợ uống luôn. Gần không. Nghỉ tay uống nước mấy anh thợ ơi. Thà thợ uống nước uống nha. Tí xíu nữa là làm có mấy cái ly rồi mấy anh thợ lại cùng uống luôn ha. Màu nào cho nó sáng không nhất? Tại thấy ông Nhất thích mặc áo màu xanh màu đỏ nên thành nữ nè. Ông Nhất thấy cái lao phong màu xanh này được không? Màu trắng nhưng mà có cái lá trên. À vậy cũng được. Hay là loại khác? Có nhiều loại. Không biết cái thân phận nào được đó hồn. giao cho mấy em chọn luôn. Giao cho em chọn luôn đúng không? Thì chọn cái màu này thì thấy nó dễ thương nè. Ông Nhất thì thích xì tin đó.
chọn màu cho nó hợp với ốp vít. Màu xanh lá trên nó đẹp, ở dưới gạch thì gỗ rồi. Ở trên màu xanh lá cho cái nhà nó mát. Ốp vít chúng số mua nước ngọt hả anh em hả? Không, cái này Hồ mua. Hồ mua hả? Không, cái này là chị Jenny Nguyễn ở Úc hỗ trợ 1 triệu đồng cho các anh thợ uống vào những ngày tới. Thì ngày nào thì em cũng qua đây để kêu cho các anh thợ những cái phần như thế này ha. Dạ. Thì hôm nay em rút tiền em đưa cho ông Nhất, thì sáng ông Nhất kêu mấy lóc như thế này nữa cho em. Thì ngày nào cũng cho các anh thợ uống như thế này hết ha. Rồi kiếm ly đi ông Nhất, không ấy lấy tiền này đi mua ly đi ông Nhất. Trong khi Út Nhất đang chuẩn bị nước đá vào các ly để cho các anh thợ uống nước. Đây là một cái phần mà chị Jenny Nguyễn ở Út á, thấy các anh thợ thương quá, làm vất vả mà. Mà Út Nhất lại không dám cho Út Nhất kêu nước uống nữa, chỉ uống trà đá thôi. Và đây là cái phần hố ga, thì các anh thợ đang đổ cát, rồi sau đó là đâm le đá 46. Hết đâm le đá 46 thì sẽ để dĩ luôn lên hên. Ồ, làm này là phải nói cực kỳ chắc chắn luôn ha. Công phu lắm. Anh này anh phải ở dưới, anh sắp gạch ở dưới. Lát nữa mình cứ nước lên nữa đúng không anh? Dạ. Anh Vân ơi, nhìn màn hình cái anh Vân. Mấy cái mối hàng này là phải sơn hết hả chú? Mấy mối hàng sơn hết luôn. Dạ, sơn để nó chống gỉ sét ha. Nó chỉ xét là xét ở cái mối hàng này thôi hả chú vô? Xét mối hàng. Dạ, để mình làm cho ốp dứt cho nó kiên cố ha. Ừ, làm cho ốp dứt đâu có cho nó ngoài. Chú thấy ốp dứt sao? Ốp dứt dễ thôi. Để thôi, xét là xét chỗ này thôi, chứ sắt này nữa nó không bao giờ xét được. Anh em lại uống 30 năm. Dạ. 30 năm thiền. Dạ. Yeah. Nói chúc em đổ ra đưa cho. Không, vậy bây giờ lấy 10.000 mới có. Đưa 10.000. Để chúc em đổ ra lấy em. Đưa đây em thối. Nay mồi ốc được nhiêu? Được 50. Rồi này đợi mơ uống luôn nha. Chai một luôn. Hả? Chai một. Mai uống lấy thêm chai nữa gửi tiền sao? Ôi, chai một. Chai nhiêu? Chai 10.000. Là bây giờ là đưa lại 10.000 hay là lấy này lên này luôn? Đưa lại 10.000. Đưa lại 10.000. Giữ đây mai uống tiếp. Chịu không? Hả? Giữ đây mai uống tiếp. À, chai đó với ly này luôn là 20 đủ. Chai nào, màu nào? Lấy đỏ đúng không? Lấy màu cam á. Lấy cái màu phía đông á. Chai 10.000. Này màu nâu. Gót ơi. Nguyên chai luôn đó, mua hết chai luôn á. Là 20.000 ha. Mai em muốn chai nữa. Mai chai nữa là mai đưa 20.000 nữa. Là có đưa anh 20 đó, mai uống thêm chai nữa. Nay một ốc được nhiêu? Anh Tốt. 50. 50 hả? Uống hết 20 rồi. Uống 20 hay 10.000? 20. Mai em muốn thêm chai nữa. Mai em muốn đưa thêm chai nữa, dễ thương như chai. Giá thị trường luôn á, 10.000 chai đúng không? Thôi vậy đưa 50 đây. Đưa 50 đây uống 5 ngày. Để có vốn để mình đi mò hiêm nữa. Ai đứa 50 đây? 20. Dễ thương dữ trời. Cũng mới đi mò. Ngon không đem gót cho. Mình mấy nhập à. Ngon không? Sáng là lúc rồng nó đi mò sớm mấy. Ngày là uống mấy chai. Anh có máu. Nè anh Tú. Tiền nè. Trả tiền. Giữ nó đây. Đi bây giờ đi đâu? Ồ, dễ thương trời. Lại đây nói chuyện chơi. Mặc áo vô, kêu mặc áo vô không? Không sao. Đi lên đây ngồi chống chỗ cho ta làm hả? Xong phụ tiếp ta trời, lo uống nước không? Ta chưa làm thợ, ta chưa uống mà anh uống rồi. Để cho họ làm cho chất lượng hơn. Để tôi gờ vô nó lấy nữa. Sao? Để cho họ làm cho nó chất lượng. Cho anh Tám đồng ý chút. Còn anh làm? Làm nó yếu rồi, thầy hở vô công này rồi. Không đồng ý hả? Tao không đồng ý. Mặc áo vô đây anh, lạnh. Anh Tú ly khờ mà nói chuyện kiểu khôn, khéo lắm nè, nói chuyện khéo lắm.
đưa 20 10.000 lấy để mai uống thêm chai nữa đó, anh không quên đâu. Thôi vậy đưa 50 đi. Để có vốn để mình xé số đặng túng để anh em mình ăn nhậu. Trời. Đãi cho anh em ăn nhậu. Đãi cho anh em ăn nhậu luôn. À. Mua bậy 2 3 hùng bia về uống. À. Ai trả tiền? Tôi trả. Lý do? Thì cũng như thương anh em rồi tôi trả. À. Thương anh em túng số mừng quá rồi tôi trả luôn. À. Còn bình thường thì để anh em khác trả. Này để tiền xé số hên túng tờ ban cho cái túng đãi hai ba hùng bia cho anh em uống. Vậy. Thôi mình mò ốc mình đãi mình mua bánh ăn uống nước đi, đừng có xé số. Xé số hên kiếm mình. Xé số là lấy vé số ra xé hả? Không, như mình mua số trúng hên trúng đó. À em mua hai ba hùng bia giờ anh em đủ. À. Anh có biết dò số không? Không, nó trúng cái lô gì mà ba ấy cái thằng kia nó gạt lấy. Trời ơi, nó không biết. Có trúng không trời? Hả? Hồi đó giờ có trúng không? Không, chưa có trúng. À, như vậy là chỉ một buổi sáng ngắn ngủi thôi. Thì với năm anh thợ sắt thì đã gác xong cái phần sàn ở dưới này cô bác của anh chị. Và chắc có lẽ là tí xíu nữa đây thì anh Vũ thợ sắt sẽ cùng các anh thợ sẽ tiến hành lót xi bo luôn. Chúng ta nhận thấy một cái phần sàn rất là kiên cố luôn cô bác của anh chị. Nói chung là nhìn rất là đẹp luôn ha. Mà sau khi mà hàng xong á thì chú Vũ sẽ đi sạch nước sơn theo tất cả các mối hàng để cho nó không bị gỉ xét á. À, nó các anh thợ làm rất là tỉ mỉ và có tâm. Anh Vũ ơi, các chị các cô nói anh không những là có tâm tỉ mỉ mà anh còn đẹp nữa. Cảm ơn anh chị. Dạ, đứt đôi dép luôn hả? Ở trời làm đứt dép luôn rồi. Sally Nguyễn à. Em cũng kêu thợ lại uống nước. Xin chào. Trời ơi. Rồi, kêu các anh thợ lại uống nước nha. Ừ, anh thợ kêu lại uống nước kìa anh Út. Dạ. Ờ, uống nước đây. Ờ, nói mình nói là anh Út nói mời các anh nói, chị Sally Nguyễn mời lại uống nước. Mà anh nói xin chị. Anh Út dễ thương dữ trời. Sao, cảm ơn chị Sally Nguyễn luôn. Cảm ơn Mạnh Thường Quân luôn. Sally Nguyễn với Mạnh Hùng Quân rất là nhiều ủng hộ chỗ biết rất là mừng. À, ngày nay thấy gần hoàn thành ngôi nhà vui dữ không? Vui. Này cũng gần rồi, chắc là thứ tư chắc rồi. À. Ba thứ tư chắc rồi. Khỏe rồi. Làm nhà xong là làm găng luôn. Ha. Không những đẹp nhà mà còn đẹp găng nữa. Rồi các anh thợ lại uống nước đi các anh thợ ơi. Chú. Bon này chị đang có vô con mạng nữa thật là quần. Chú ơi, chú Vũ lại uống nước luôn. Linh Khánh lại uống nước luôn, Linh Khánh ơi. Hương Dữ uống hai chai luôn rồi. 20. Anh Tú. Mới uống chai kia thêm chai này nữa. Anh Tú, 20. 20. Uống hai chai luôn rồi. Có tiền không? Đưa 20.000 cho. Chào anh Tú nha. Bây giờ các anh thợ cũng đang ngồi nghỉ uống nước. Thấy uống nước gì cũng vui vui ha. Mà chắc là uống gì hoài anh Vũ có la không? Tốn thời gian. Anh em mệt rồi cứ nghỉ mình rồi. Dạ. Nói cảnh này nhìn uống nước thấy cũng ngồi quay quần thấy cũng vui. Cũng chân thành cảm ơn chị Jenny Nguyễn ha. Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân rất là nhiều luôn. Cũng thông tin với cô bác của anh chị là Bùi Hồ cũng hỏi xin ý kiến của mạnh thường quân như thế này. Tại vì ngôi nhà thì nó đã coi như là hoàn thiện hết á, thì nó đều mới sạch hết. Còn cây cầu này á, thì nó gần như là đã rất là xuống cấp luôn. À, đây là cây cầu này nó đã xuống cấp hết anh Hợp. Và gãy hết rồi. Sắt đồ gãy hết. Và Bùi Hồ sẽ trích từ cái số tiền Mạnh Thường Quân gửi đó sẽ làm luôn cái phần cầu này. Bởi luôn à. Sắt đồ mỏng hết gãy luôn rồi. Chân này nó cũng yếu nữa nè. Cái làm cái phần cầu này là cái cầu này là làm khoảng nhiêu anh Hợp? Cái cầu này không chắc nổ lại là vừa luôn rồi đó chứ mục hết rồi.
màu xi măng. Cái phần lan can á Dũng coi cái nhiêu vậy? Lan can là khoảng nhiêu tiền anh Dũng? Ừ. Làm lan can luôn tại có ông bà cụ. Lan can thì không có nhiêu anh. Ba vuông đó anh Dũng, cái hàng của hai bên xuống này rồi. Dạ. Hay nó dao động giá nó cũng lên xuống, có thể thông báo cho em biết anh hợp với anh Vũ tính thôi. Nếu như lan can luôn tầm cỡ 1 triệu đổ lại rồi không có lên nữa. Làm về chất lượng á, còn làm lan can không á. Còn mà làm hai cây trên mỗi một bên hai cây có vài trăm ngàn. Mua thôi làm cái lan can chất lượng đi, nó có 1 triệu cũng không có bao nhiêu. Kệ nó, cố gắng làm cho bây giờ nó làm cái cầu cho nó tốt thì làm cái phần lan can cho nó chất lượng. Nó, tại bà cụ nó đẹp luôn ha. Ông bà cụ nói là bà cụ đi lên đi xuống hoài à. Dạ. Vậy thì em cho nó đẹp. Cầu mình lấy nóng còn nóng không vàng không? Này là làm cho nó lại nghe anh hợp. Làm cho nó lại. Lấy khoảng 3.5 m. Ừ, các bạn có thể lấy là gì nè. Còn lấy là lấy 3 m. Rồi đó. Nhớ làm vậy đó không ạ? Bị ngang mét à? Bị ngang cái này có 8 tắc mà lấy 9 tắc không bạn mét. Muốn lấy 1 mét thì lấy 1 mét. 9 tắc cũng được, không sao. Cái này có 8 tắc hả? 8 tắc hả? Lấy mét đi, vòng rộng đâu sao đâu. Rộng nên sao nó báo anh kia không? Báo anh báo. Ở đó thì lấy 1 mét thì lấy độ cái độ xéo vậy đó cũng được. Rồi lấy 1 mét bây giờ không có lan can nó chẹt lại nữa. Dạ. 9 tắc rồi. Hả? Cái cửa tôi làm ở dưới chính tắc. Ở chính tắc nhưng mà cái cầu anh bự không sao. Cái cầu anh bự cho bự 2 mét không sao. Bự thì nó không đẹp. Cái này đang 7 tỷ. Anh Vũ làm cái cửa chính tắc rồi đúng không? Làm cho nó hợp luôn đi. Cho nó vừa luôn. Cầu bự không sao đâu. Tại vì nếu làm theo bình hồ mình á, nóng bỏng dưới sân là cái cán này ra nói chắc cỡ 2 triệu bạc. Cái cầu 2 triệu ha. Tại vì này cũng 5-6 cây sắt rồi, 6 cây sắt rồi. À. Vậy là đổ nóng luôn ha anh Hợp. Nóng đổ hai cây nó còn như cái xi máng, xi cái máng gạch lên. Làm cái bản gì. Làm cái bản là làm cái xây này luôn. Vậy là tổng cộng cái cầu là 3 triệu bằng phần sắt luôn. Sắt là căng luôn á. Sắt là 1 triệu nữa ha anh Dũng. Cái này không hết cái bắt không tới. Vậy là tiến hành làm cái cầu luôn đi chứ làm hết mà cái cầu này không làm sao được. Đi thủng thủng. Làm luôn đi anh. Nữa. Chừng nữa dở cái cầu này ra. Ồ ghê quá. Trời ơi. Cũng xin phép Mạnh Thường Quân là làm cái cầu này luôn đi. Chứ không làm cái cầu này là không được rồi. À, thùng quá anh Bông. Thông tin với cô bác của anh chị, cái phần Simpo này thường những cái nhà có gác lửng á, người ta sẽ lót Simpo này và người ta sẽ dán gạch luôn. Thì cái quy trình của mình làm nó giống như vậy luôn á. Simpo này nó có xi măng ở trong nó đúng không anh Vũ? Cái tuổi thọ Simpo này được bao nhiêu năm hả anh Đọc? Cây đó là 40-50 năm bình thường. À vậy hả? Thấm nước được mà. Mấy anh mấy chú mà Hùng Quân đúng không? Đã ở cái nhà thì mình mừng rồi. Mà cây cầu thì cũng thấy nó như là nồng đấy. Nhưng mình cũng phải thở tém cái xi măng giùm lợi cũng được nữa. Nào giống như cái cầu nào cũng như là nhà mình ít có ai đi. Bà cụ đi gì? Hai ông má cái kiểu như là hai có nhà lớn là cái cửa đó là đi làm là như phá cả rộng. Bây giờ Út Nhất cứ yên tâm, cây cầu thì nó không biết rằng là Út Nhất đang lo cho Mạnh Thường Quân sơ xài tốn kém tiền Mạnh Thường Quân đúng không? Đúng rồi, nói cho kiểu cái thái nào tư cách như vậy là Út Nhất biết hai ông lắm. Rồi có khi người ta mà cũng đồng tiền nó cũng là khó. Mình thì đã mình mang mướn mình không biết, hiểu không? Bởi vì nói thôi thì nghiệp nói cái một chút những anh hồ lắm anh đẻ ra hoài đó. Rồi cũng nó thốn tiền hoài thôi, cũng như là kiếm anh trám nó đỡ đi. Thông tin với ông Nhất như thế này là không có phát sinh ra nữa, và cái cầu này á là nó cần thiết cho việc mình đi lại hàng ngày,
lỡ sau này mà không làm, lỡ sau này nửa chừng nó gãy ra tiền đốn nhất thai, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là bà cụ thường đi lên đi xuống mà không có lan can á, thì bà cụ lỡ té thì thấy nguy hiểm không, hối hận không? Như thấy nửa đâu cứ tiếng lá cái cửa phá bá lỡ nhưng đi lại chứ không cho bà đi xuống đất. Nhưng mà mình phải có cây cầu có lan can, út nhất cứ an tâm cái phần đó thì nó không nhiều tiền. Và cây cầu này nó chỉ làm có 2 triệu đồng, với lại cái lan can 1 triệu nữa là 3 triệu thôi. Mới làm cái xác đó, làm cái lúc đó người ta cho nó cũng nó còn cứng. Nhiều biết cũng nhiều tính là coi ai xuống thì bà xuống, mà làm ngày bà cũng có xuống lắm. Đúng như Mạnh Thường Quân không cho tiền thì Bùi Hồi sẽ gửi tiền cho ông Nhất làm, tiền của em chịu không? Ờ chứ hàng như Hồi thì như giúp được thì ông Hồi giúp với mấy người kia thấy quá nhiều rồi, đã cho mình nhiều có hiểu không? Ờ như mình thấy hồi đó giờ biết. Có nghĩ cái số tiền gì không? Không, đâu biết mấy không có nghĩ là cái lương trong lương tâm đó là không có nghĩ là được cái nhà như vậy. Bây giờ quá trời nhiều tiền rồi. Ừ, giờ như mấy chú Mạnh Thường Quân này kia, mấy chị đó ta cắt rồi chứ mình thấy như là tốn kém nó nhiều. Ừ, hai em mai mốt làm cỏ trả. Ủa bằng cỏ thì biết chừng nào mà trả. Nó bằng cỏ biết nào trả nổi. Thì trả cây cầu thôi. Cậu nghe như mấy chị mấy anh trả góp như... cho Bùi Hồ nè. Chịu không? Bây giờ cho Bùi Hồ thì cậu nghe Bùi Hồ giúp được nhiêu thì giúp. Như mấy chị mấy anh mấy chú Mạnh Thường Quân thì thôi như đừng lợi đi. Chứ không thấy cũng như là rồi mai mốt mua cái tủ nữa, mua giường nè, chịu không? Không thì cái đó cũng như là biết cũng nói hả cho thì biết mừng đâu, biết cũng nói rồi chứ không dám xin nữa. À, bạn ơi nữa. Tại Úc với Bùi Hồ chỉ hỏi vui với Úc Nhất thôi bạn, chứ không phải là để Úc Nhất góp lại đâu bạn. Bạn yên tâm ha. Thông tin với cô bác với anh chị thì cây cầu là nó thật sự cần thiết vì đó là cái lối đi chính của ngôi nhà, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cây cầu này nó cũng đã rất là xuống cấp. Và cái thứ ba, để cho đủ độ an toàn cho bà cụ mỗi lần mà hành không có Út Nhất ở nhà, bà cụ đi lên đi xuống á, thì có một cái lan can, có một cái điểm tựa để thôi mà bà cụ mà đi mà lỡ mà ấy chân té, không có cái lan can có một bên một thì rất nguy hiểm. Và cái thứ tư á, nếu như mà không làm cây cầu á thì bây giờ tạm thời nó sử dụng được 1-2 năm nữa, tuy nhiên cái ngôi nhà này thì nó tuổi thọ nó khoảng 40-50 năm, lỡ nửa chừng khoảng 3-2 năm nữa cây cầu này nó sập nó gãy tiền Út Nhất làm, đúng không? Thì thôi thì bây giờ cứ làm cái cầu này đi, Út Nhất yên tâm không có phát sinh gì ra nữa. Và Bùi Hồ sẽ hứa với Út Nhất là làm một cây cầu này nó giá rất là rẻ, các anh thợ cố gắng làm cho mình luôn ha, đừng lo nữa. Mai mốt cố gắng là sống tiết kiệm hái ớt 1.500.000 được rồi. Ủa không ớt 1.500.000. Ủa đâu 1.150.000. 1.400.000. Nói vậy cho Út Nhất đừng lo. Biết là tiền của Mạnh Thường Quân, cô bác cái gì Mạnh Thường Quân cũng làm rất là cực khổ. Có một cái trường hợp mà Bùi Hồ thấy rất là xúc động như thế này nữa nhất. Em là chỉ đi làm công nhân thôi, bạn đó ở Nam Định. Em có 3 đứa con và đang sống trọ. Nhưng thấy Út Nhất đi làm rất là cực khổ, gửi cho Út Nhất 300.000. Nó hết cái không. Ở gì vô đó mà Út Nhất biết, bởi Út Nhất muốn Hồ làm cho nó nhiều, hiểu không? Đâu làm gì đâu nhiều, cái nào cần thiết thì em làm. Cái nào mình chế được mình chế đi. Chứ mình thấy như cái cảnh đó như người ta làm vậy với anh mình đó. Dạ. Thì em cũng thông tin với anh là cũng có một cô 8 tuổi cũng đã 60, 65 gì rồi. Cổ bỏ ống dành dụm được 100 ngàn gửi cho anh Út Nhất để giảm được một buổi với anh. Không, bà Út Nhất thấy không? Nhiều cái cảnh đó Út Nhất biết. Chứ đâu phải mày bả sướng gì đâu hả? Bả gì? Mấy chị đâu hẳn này sung sướng đâu. Tại vì đâu nó nói một câu mấy bả nữa rồi. Mấy bả cũng đâu có sung sướng gì đâu mà làm cho mình mà được cái nhà gì, nó cũng người ta cũng cực khổ. Thì lúc đó người ta cũng nhịn nhút, người ta cũng đúng cho rồi. Mình. Bởi vì cái gì cái mình cũng thiệt mang ơn không biết chừng nào. Cái cách để mà trả ơn lại cho mấy chị á là Út Nhất cố gắng thật thà chân chắc như vậy và lo cho ba mẹ cho đến bản thân. Hồ nó kêu Út Hồ làm này kia, đừng nghe nó. Nó làm nó đẻ này kia ra là chết. Ai nói? Không phải Dương nói hay tỷ gì đó. Như cái cầu với nó cái như thế nào chế được thì chế. Làm cái cầu ấy, không sao. Đừng có bung ra quá, cái nó tốn tiền nhiều. Làm thì không sao đâu, được, lo được mà. Anh bị cái nhà mình làm tất cả ở trong nhà đều kiên cố hết, nên cây cầu mình cũng phải làm kiên cố luôn anh, để cho hai bác đi an tâm. Okay. Nhưng mà nói cây cầu vậy là Út Nhất cứ yên tâm ha. Bây giờ má bà cũng ít có đi lắm, cái kiểu như là bà hiểu như bà lặng, có cái lặng quẳng trong nhà nhiều. Một là phải có an toàn,
phải có độ an toàn, và hai là nó phải cần thiết. Rồi ông Nhất cứ yên tâm đừng khóc nữa, nói là cảm thấy như cái cầu này mình thấy cũng như nó trắng mà mình thấy nó cũng bây giờ Bùi Hồ dẫn ông Nhất đi xuống đây coi cây cầu. Không có biết thấy rồi mà ở dưới dạ cầu á, ở dưới nó không còn cứng đi được sao, nhưng mình trắng màu dầu lại có biết thấy đi cũng được, mà tại con cái như là hồ không đi chạy đi kêu chứ cứ thấy này là cũng còn xài được. Tại cha mình thấy như cái này thì cha với má đâu có mà bà với ổng này, ổng xuống đây là cũng như có cái nhà là gọi lên ổng ở dưới này vậy nè, ổng không có lên nhà đó, giờ ổng không có lên nhà, ổng chỉ là xuống ổng ăn rồi đúng không, tối ngủ đâu cha hả, tối thì ổng không như là chiều đó là 5:30 đó hen, bắt đầu là ổng đi lại đó là bắt đầu là ổng nằm ông quạt chứ quạt tay đó, biết cái tấm lòng của ổng Nhất đang lo cho Mạnh Thường Quân. Tuy nhiên á, để mà nói thuyết phục ổng Nhất lần nữa như thế này nè, đừng lo, không có phát sinh gì nữa. Đây coi nè ổng Nhất, cây xây bằng gạch đó nó đang gãy sang làm hai ở ổng Nhất thấy không, đi mà nếu như mà có ấy dặm mạnh gì nó gào lặt cái đó là rất là dọn dưới luôn. Thứ hai là ở trên này nó đã xé hết trơn rồi nè. Đây ổng Nhất, ôi nguy hiểm lắm này nè, à thấy không ổng Nhất, thấy không, không được phải có độ an toàn ổng Nhất. Rồi lỡ có gì mai mốt nói ngồi này trời, nó xây gì đâu mà cái cầu nó làm không được, nó ra đường kêu kêu tôi nữa. Không vậy, cầu có ba cái vụ đó. Ốc chức nậu khắc phục lại cây cầu là tốn cũng tiền triệu đó anh. Ờ, sợ chứ thấy. Nhưng mà có bao giờ kêu kêu ngồi nó làm hết trơn mà nó không làm cái cầu cho ốc chức không? Dễ vậy, biết đâu có kêu ngồi. Thương hồn không? À, ông thấy hợp như là mà... Anh hợp lại đây phân tích cho anh nghe nữa thôi. Ảnh nói thôi tiết kiệm tráng xi măng lại. Tráng xi măng lại mà nó hư cái này, sắt này rồi ôi xì quá banh hết rồi nó sắp bất tử rồi kìa. Kìa cái cây anh coi kìa, đứt cái làm hai luôn kìa. Nó gãy làm hai luôn hả? Anh Hợp, theo như mà cây cầu này mình làm lại là 5 cái nóng cũ là cái giá tiền khoảng bao nhiêu? Không, anh Hợp đổ khá hết luôn. Không, để chú phân tích Úc Nhất hiểu á. Giờ là làm lại là tí đây là đủ mà hai cái trụ dưới đó xây cái mang cá thì cái đóng giả dưới đó nữa cái mang cá dưới kia cái đóng giả giữa nó rồi là khoảng bao nhiêu tiền? Dạ hết luôn cả 2 triệu đó còn nó thấy cho mình làm hoàn toàn cái cầu mới là có 3 triệu à là căng luôn. Thấy thường hồ không? Chạy xe lên nó lãng qua lãng rồi rồi sao? Ừ mai mốt có chiếc xe nữa để trên nhà nữa. Rồi sao chị lên? Không có xe nữa, không biết dắt lên nè. Không có anh pha, cái xe thường, xe cũ rồi. Thương Hồ không? Cái gì? Thương Nguyễn Hồ. Mình thì cũng như hồ đó làm sao mình y vậy. Mới đây chứ hồi đó rồi nào? Phải, thì cũng như hồ đó làm sao thì y vậy. Hồi đó là sao? Như hồi đó làm sao thì y vậy. Mới biết có mấy ngày nay mà hồi đó. 2 tháng mấy rồi. Hồ quay biết đăng lên mấy đứa nói 2 tháng mấy nay rồi. Mới có hơn 10 ngày nay à. Mười ngày nay là ông Hồ cũng quay lâu rồi, mấy đứa nó coi clip nó lâu rồi. Nói ông Hồ sao? Nói ông Hồ quay clip có biết lâu lắm rồi. À, sau khi các anh thợ, ồ có lót dĩ đá ở dưới chưa anh? Ồ có lót đá, lót à, lát nữa mình để cái dĩ sắt lên. Cái này là mới làm nghe thôi. Làm nghe cũng bảo vệ chứ. Rồi xong bắt đầu mình lên dĩ. Dạ. Vậy là quá tuyệt vời rồi. Đâm le cái mình lót hồ rồi để cái dĩ sắt lên, đổ bê tông lên nữa. Ô trời ơi. Tuyệt vời ha. Lúng. Dạ. Ôi giờ tấu cái cầm lại. Bỏ cái tủ đó luôn được không? Thôi đây cũng cứ đẩy được. Mua tủ khác. Không, nó làm tủ nó thợ cứ thợ được. Nó mua tủ khác thợ cho mới hơn. Thôi đây thôi. Có Mạnh Đường Quân hỗ trợ cái tủ nữa kìa. Thôi đây. Sao hôi hoài. Thôi cũng biết xài cái đó được rồi, gọi khiêng qua đây đi. Tốt. Thôi gì mà hôi, đồ mới thơm phức à. Nghe. Khiêng qua đây đi nữa biết làm được. Cái tủ như thế này nè cô bác anh chị nó cũng cũ kỹ mà. Cái tủ này tủ gắn ép nó hư hết rồi đúng không? Cái chân nó hư luôn đúng không? Coi xài được không? Bỏ để cho tôi nè. Không, cái tủ này nó gắn ép ở trên này nó cũng thấy hết rồi. Wow, này sao chuyện qua nổi trời. Ông Nhất nói là để lau lại. Để luôn á, vậy.
anh Đúc anh còn xài cái ca này nè. Kêu bỏ cái ca cũng không chịu luôn á. Để đi dành kỷ niệm của bà ngoại đó. Anh Đúc ơi. Cái ca đó bao nhiêu năm rồi? Ông Nhất bỏ cái ca đó luôn rồi kìa. Lượm lại không? Không cái ca nước mà cũng dùng. Mới lại làm thêm tí không? Sao? Đó là ca ghế rồi cũng dục lắm. Cũng dục rồi muốn ca khác. Hả? Cái nào thì xài, không biết xài được, không biết xài hoài à, ngộ chứ. Trời nào mà nó gã thôi. À nãy giờ mà không biết sao. Dạ không biết. Thì cái nào xài được, xài gì nào mà thấy cảm thấy nó gã là bỏ. Ờ, à, cái đủ đó còn xài được không? Được, cái đủ đó không biết còn xài được. À, còn im. Còn im. Ai chưa được. Không? Ngày hôm nay có được ngôi nhà là mừng rồi hả? Ờ, mừng rồi. Anh mua đồ thuốc của mình cần thiết gì nữa chứ? Hả? Bây giờ không cần thiết gì nữa chứ? Giờ được cái nhà vậy là quá mừng rồi. Đẩy nè, đẩy nè, đẩy nè. Cái tủ gì là nước la chùi được. Thờ. Đừng có phô trương. Đừng cái gì? Đừng có phô trương quá. Phô trương sao? Thôi. Cần gì là ngon rồi chứ nữa là chị mua cái chổng này kia là đi mặn rồi dòng đi mặn hoài đâu có nhà gì nhiêu nhưng mà chỗ thờ cho mình cho nó kiên cố kín đáo này đó cái món này là tạo thấy nghĩa la rồi kiểu như uống cái mặn cũng không có thời gian cái món này tạo như lễ lạc này kia uống sao nó bất ngờ tạo như là đi mặn hoài chứ không có thời gian làm đó tận khô chương quá hả ờ thì nó hơi cũ. Rồi hư luôn rồi. Nó bị ái nó bỏ lên vậy. Anh Vũ dán ép nó thấy còn được không anh Vũ? Một hết rồi hả? Một hết rồi ông Nhất ơi. Trên cái giường nó có giấy tờ gì không? Không. Cái vàng. Vàng quá. Cái đó không được nghe đại ca. Lên miếng nữa đi. Lên luôn. Lên ăn luôn. Lên ăn luôn. Qua thì nứt lắm rồi. Thế bà Ngớt nói gì? Là chị nói cái gì là chị liên lạc với phụ hồ không à. Phụ hồ nổi tiếng mà. Chứ không phải Út Nhất nổi tiếng á. Ờ, à, Út nổi tiếng vậy chứ cưng đưa lên nó không nổi. Ờ. Chứ cưng quay đó hoài đó không nổi. Ờ. Mà cái tiếng của cưng nói chuyện rất là hay. Mấy chị bẻ ớt cũng đã nói nè. Bà nói là hồ nói chuyện trong ngàn nó trong tường hình nghe đã luôn. Cái cảnh mà nó quay mà mưa đó nó nói quá hay còn chị nó ăn khách đó. Ăn khách là sao thì cũng như mày làm mày nói chuyện hay với người ta xem mày không đó xem Út Nhất á cái gì nữa Út Nhất bẻ ớt nhàm như mấy bả thường mà quay người ta xem Út Nhất hay ớt á sao sao trời môi quá thôi nặng một tiếng cha cái gì cũng phải liên hệ với bộ hồ mới được. Không mà hổ nổi tiếng thiệt nói chuyện dễ thương nhìn đúng nhất dễ thương dữ trời bộ hồ là nó là dữ dằn sao nó nói nổi tiếng là còn gì nữa tôi qua để đưa người tá lạ mày đưa nó dần hộ đưa Út Nhất lên người tá lạ nhưng mà xứ này đâu ai nổi tiếng mà Út Nhất đâu đúng không Út Nhất đó là không biết Nhất, cái đó Út Nhất tuốt mũ găng lại nè đó Út Nhất có chiếc xe chạy nè đó Út Nhất chú ơi anh ơi chú ơi con mua chiếc xe về như để đó chứ chắc là hồi nãy chứ để giết nó cũng không chạy nó cũng hư không có phải chạy đi bẻ ớt rồi chứ không chạy giết nó không như cái nào đi nhổ hành á có đi nhổ hành á chứ còn ớt thì nào ngay mình gần á cầu mình thì chú biết rồi đó như mình đi cây cầu khỉ mình đi ra cái mình đi ra đất luôn à còn có cái như nhổ hành á nhổ hành nó xa đó chú ơi Út Nhất nổi tiếng ghê luôn á bây giờ đi hái ớt nó cũng đi kiếm nữa quá thôi giờ đi lục lạo giờ điện hoài mở ra cái gòi trần hồ cái mấy đứa bẻ ớt nó gòi rồi như là chút xíu nó điện là phải nào nó cũng ra nó kiếm Út Nhất nữa à thì y gan hay là nó ra liền chỉ đường nó ra liền có đứa nào vậy cảm thấy có khó chịu lắm Út Nhất cái gì
ông như là cái cảnh của hồ nó quay cảnh của biết là biết cũng không có khó chịu. Tại vì hồ như nó quay biết là cảnh như là nó giúp đỡ cho biết. Mình cũng mến nó hay là không mến. Và bây giờ thì các anh thợ hồ cũng đang tiến hành làm một cái dĩ sắt để mà đổ cái phần bê tông lên cô bác anh chị. Ở đây thì Bùi Hồ thấy cái bồn cầu này làm khá là chắc chắn, và anh thợ nói một câu khá là hay, đó là khi mà cái hầm cầu này á, làm không chắc chắn thì có gặp sự cố gì á thì cũng đâu có sửa chữa được. Ở phần trên á, thì mình có thể sửa chữa được, tuy nhiên cái phần này á, mình phải làm cho nó thật là chắc chắn. Lúc nãy thì Bùi Hồ có quay cho cô bác quý anh chị thấy là cái phần mà giọng cừ nè, rồi đâm le đá 46 nè, và bây giờ là lót dĩ sắt. Cái công đoạn tiếp theo sau khi lót dĩ sắt xong á, là sẽ đổ bê tông đúng không anh? Đổ nguyên cái sàn bê tông và trừ một cái lỗ ở giữa, đó là cái lỗ để mà thoát cái nó thấm nước đúng không anh? Dạ. Làm thấy kỳ công nhưng mà nó chắc chắn ha. Sau khi mà các anh thợ bô sắt dĩ ở dưới cô bác anh chị thì bây giờ cũng đang gắn những cái cột vô để mà tí xíu nữa đây đầu giờ chiều thì các anh thợ sẽ đổ bê tông vô đây. Đổ bê tông thẳng lên tới trên này luôn, và sau đó sẽ đổ luôn cái phần sàn ở trên này đó, rồi mới xây lên trên. Thì bao nhiêu đó thì cô bác anh chị thấy nó cực kỳ chắc chắn luôn ha. Ở đây là tí xíu nữa là đổ bê tông ở dưới này nè, rồi sau đó đổ phần cột, và sau đó ở trên sàn này là làm thêm một cái lớp dĩ đổ sàn ở trên này nữa. Thì mình thấy nó rất là chắc chắn luôn cô bác anh chị. Từ ở dưới đó là lên tới đây là 2 mét không anh? Lên tới sàn, mặt sàn này là 2 mét ha. Dạ. Rồi sau đó là đổ 4 cái cột này, sau đó là sẽ xây gạch lên, xây gạch 20. Không, xây cái thùng đó kia. Xây rồi hết trơn mới đổ này. Dạ, xây rồi hết trơn thì mới đổ. Ghép dán rồi mình đổ này. Dạ. Ghép dán cứ như là mình đỡ hao dán có pha trong này. À, có nghĩa là ghép dán rồi mới xây gạch rồi mới đổ chỗ này. Mình xây trước. Xây trước xây mặt này, xây mặt này. Dạ. Hai mặt này mình ốp dán vô, mình đổ cái tầm vô như là. Dạ. Hao ra cái pha. Dạ. Và sáng nay thì các anh thợ cũng đã coi như là gần như là hoàn thiện cái phần sàn này. Cô bác anh chị chỉ cần lót hết cái phần này là xong. Và sau đó là sẽ tráng hồ lên và lót gạch. Thì các anh thợ là sẽ tiến hành chiều nay á, là thì sẽ làm cái phần nhà vệ sinh này, xây và đổ bê tông ở đây, đổ những cái cây cột ở đây cô bác anh chị. Thì hiện nay thì Bùi Hồ cập nhật cái clip này đến đây để cho cô bác anh chị biết ha. Còn những cái làm buổi chiều hay là ngày mai thì Bùi Hồ sẽ tiếp tục cập nhật ở những cái video clip sau. Còn bây giờ thì Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị cũng như tất cả các mạnh thường quân ở video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.